hội nhóm bất hưởng, thậm chí dù vào một ca hai ba, tất cả ai cũng vậy hết. Thì khi đọc minh quy này nó kinh doanh cái loại hình gì mà lời có thể nói là hơn 100% để trả hai trăm hai mươi ba con, không có loại hình kinh doanh gì mà có thể nó đáp ứng được con số này. Để lôi kéo được nhiều người tham gia, công ty trách nhiệm hữu hạn Thương Ngọc Minh Quy đã sử dụng nhiều hình thức sai quy định và nhân viên bán hàng của công ty cũng tư vấn nội dung mập mờ không rõ ràng để người dân sợ bẫy. Trong đó có việc sử dụng trái phép hình ảnh lãnh đạo cấp cao để tạo uy tín, đặc biệt là giới thiệu giờ đây đầu tư mua hàng một nhưng sau thời gian sẽ được 2-3. Nhưng lời đâu không thấy, chỉ thấy nhiều người mất luôn vốn. Theo phản ảnh của bà con nhân dân của quận Liên, một số người ta tham gia chơi này bây giờ là phát hiện rồi nhưng mà rút tiền ra ta rút không được. Nó đây là một vấn đề rất là nhức nhối của huyện, mà chúng tôi đặt vấn đề cái này rất nhiều lần và kiến nghị tình tỉnh thì sớm xem xét cái gì. Hiện nay luật pháp rất là chặt chẽ, anh sai đến đầu xử lý cái đó, các điều khoản của từng nghị định thông tư nó có quy định rất cụ thể rồi.